thành phố Hồ Chí Minh tạm thời phong tỏa một số khu vực của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1. Tối ngày 29 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 thành phố Hồ Chí Minh, số 3 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh. Tại bệnh viện vừa thực hiện phong tỏa một số khu vực do liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19. Theo đó, khu vực được phong tỏa bao gồm toàn bộ khu B, tầng 2, khu E, khoa xạ trị phụ khoa, tầng 3, khu C, khoa ngoại đầu cổ, tai mũi họng và khoa ngoại tuyến giáp. Được biết, trước đó bệnh viện đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho khoảng 500 bệnh nhân ung thư đang điều trị nội trú và thân nhân bệnh nhân tại đây. Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân được lấy mẫu gộp 5, tổng cộng bệnh viện đã lấy 100 mẫu gộp. Sau đó, trong 100 mẫu gộp này phát hiện 6 mẫu gộp có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước đó, tất cả các trường hợp được lấy mẫu không có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, đau họng hay mất khứu giác. Để nhanh chóng phanh vùng, truy vết, khống chế dịch bệnh, bệnh viện đã tạm thời phong tỏa một số khu vực vừa nêu trên. Thì Nguyễn Đại sẽ cập nhật tin nóng và những thông tin mới nhất về bệnh dịch COVID-19 đó. Mời cả nhà đăng ký kênh để được theo dõi những thông tin mới nhất nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem clip. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc.